Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5 Tép. Thì trước mặt các bác đây chính là hai con đẩy mới nhất, hai dòng đẩy mới nhất của thương hiệu DL Cotic, có model là DA 2008 và DA 4008. Thì đây chính là cái dòng đẩy để thay thế cho hai cái model rất là nổi tiếng và rất là thành công của thương hiệu này. Hai model phải nói rằng là một trong những dòng đẩy tốt nhất và phải là huyền thoại của thương hiệu này, đó là PX2008 và PX4008. Đó là hai cái dòng đẩy phải nói rằng là rất là xuất sắc và rất là nổi tiếng của thương hiệu này. Riêng cửa hàng em mà năm ngoái bán doanh số của hai model đó đã tới hơn 1.000 chiếc. Đấy. Và chính hai cái model đó thì đã được hãng và đã bỏ mẫu, đấy, tức là về đầu bỏ mẫu và chuyển sang dòng DA2008 và DA4008. Thì để nối tiếp những cái thành công đó, và đây cũng chính là cái dòng đẩy là để nâng cấp, được nâng cấp từ hai cái model rất là nổi tiếng đó, cho nên cái dòng DA2008 và DA4008 phải còn đáng mua hơn so với lại PX. Cái dòng này nó còn được nâng cấp hơn rất là nhiều và rất là đáng mua. Những cái nâng cấp của nó thực sự là trước đây em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác chúng ta xem những cái nâng cấp đó. Thì về công suất của hai dòng đẩy này thì họ vẫn giữ nguyên cái một cái công suất tiêu chuẩn, đó là 800W một kênh ở 8 ohm và 1200W một kênh ở 4 ohm. Đối với công suất này thì các bác có thể là đánh gia đình thoải mái luôn, thậm chí là các bác đánh cả những cái bác đánh trong sự kiện, đánh loa full sự kiện rất là tốt. Vì cái công suất này thực sự là đối với 800W là một cái công suất là rất là vừa vặn, rất là chỉnh chu khi mà chúng ta chơi những loa full, đặc biệt là những cái dòng loa full 30 và 40 thì công suất này thực sự là rất là hợp. Về cái dòng đẩy này, ngày hôm nay bên em, cửa hàng của em là đợt đầu tiên về và về số lượng của nó cũng không được nhiều. Tổng cộng bên em về là hơn 100 cái, tức là đủ để phân phối cho các bác khi đặt hàng tiếp theo về. Thì đối với cái công suất mà những dòng đẩy này là vẫn 800W. Tại sao nhiều bác cũng thắc mắc là tại sao này nâng cấp này không nâng cấp công suất? Khi mà nâng cấp công suất lên thì là sao, nó sẽ kéo theo cái giá thành nó sẽ lên cao hơn, và thứ hai nữa thì nó sẽ thành một cái dòng đẩy khác rồi, nó không phải dòng đẩy trước đây nữa. Tại vì sao ạ? Tại vì DA nó cũng đã có những cái dòng đẩy công suất nó lớn hơn, như 1200W, 1500W, cho nên mà cũng không cần thiết chúng ta phải nâng cấp công suất lên. Tại vì công suất 800W là một công suất rất là tuyệt vời, như em đã nói rồi, rất là tuyệt vời và rất là chỉnh chu khi chúng ta chơi trong gia đình. Thì cái điều đầu tiên khi mà chúng ta nhìn vào cái con đẩy này thì nó đã được làm đẹp hơn, chỉnh chu hơn, và về tất cả mọi thứ là nó đã làm tốt hơn so với cái dòng PX. Đó là sao? Một cái mặt phay nhôm màu trắng rất là đẹp, và nó là đẹp nhất trong những cái dòng đẩy mới hiện nay trên thị trường. Thậm chí là cả cái quay cầm của nó được làm nhôm nguyên khối. Đấy, rất là đẹp, được phay giống như kiểu là nắp ưa lưng của iPhone ấy, rất là đẹp. Chống bám vân tay, chúng ta xào vào đây là không bị bám vân tay. Đấy, rất là đẹp. Thậm chí là từ cái nút vặn như thế này, đấy, từ cái nút vặn này là đều cho chúng ta là thấy là đây là những cái nút vặn bằng nhôm. Đấy, vặn bằng nhôm luôn. Đấy, vặn bằng nhôm, thay bằng nhôm toàn bộ luôn, và cũng đồng bộ màu trắng luôn. Đấy. Một nâng cấp nữa ở đây cũng rất là đáng để chúng ta thấy là cái hệ thống đèn ở đây nó đã thay thế bằng một cái giống đèn là xịn hơn, đèn này là đèn vậy đắt tiền hơn. Đấy, ngày trước nó sẽ là dùng bóng đèn tròn, nhưng ngày nay nó sẽ là bóng đèn hình bầu dục như thế này. Đấy, cái bóng đèn này rất là đẹp quá nhá. Đấy, khi các bác mà đánh nhạc lên thì cái bóng đèn nháy theo điệu nhạc nó phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp, và chúng ta thực sự rất là thích. Một cái nâng cấp nữa là chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những cái chữ này, trước đây những cái dòng model kia thì nó in lên đây thì nó có bị một cái lỗi hơi đấy, là một số cái dòng cái là nó chúng ta đụng cạo tay đây thì nó sẽ bị bay chữ, nhưng mà dòng này thì nó sẽ in chất lượng tốt hơn, họ in nỗi, nhưng mà thực sự là cái chất lượng của cái bề mặt này rất là tốt, thậm chí chúng ta cạo không thể ra được. Đấy, ở đây là cái chữ DL Cotic của nó này, và bên đây là Perception Power Amply DA 4008. Đây là vẫn là Class TD, vẫn là cái dòng Class TD ở đây. Thì cái mặt trên của nó ở đây, mặt trên của nó ở đây thì nó vẫn là một cái mặt là màu xám lông chuột, giống như của là PX4008, không có sự thay đổi ở đây. Về công suất
không thay đổi về công nghệ, tức là bo mạch thì cũng không thay đổi, nó sẽ vẫn là cho chúng ta làm mạch class TD. Nó có sẽ có nâng cấp ở đây một số những cái điểm mà chúng ta sẽ thấy nó nâng cấp ở đây rất là đáng để chúng ta quan tâm. Thứ nhất, nâng cấp ở đây đó là sao ạ? Nó đã được cho chúng ta là nâng cấp ở đây, đó là về xòa. Con đẩy này nó đã được nâng cấp lên một cái loại xòa cao hơn. Xòa cao hơn, cái xòa này thì công suất nó không thay đổi ở đây, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta là cái tuổi thọ và cái độ ổn định của cái dòng xòa này nó sẽ có cái độ ổn định tốt hơn, nó ít bị lỗi, ít bị chết xòa. Cái tuổi thọ nó cao hơn so với cái dòng xòa trước đây, thì đó là một cái độ tin cậy cao hơn. Đối với cái dòng đẩy này thì vẫn được bảo hành các bác là chế độ 2 năm giống như thế là PX4008 và PX2008. Một cái nâng cấp ở đây nữa cũng rất là đáng ở đây, đó là nâng cấp về cái bo xử lý phần đuôi của nó. Cái bo xử lý của dòng này thì ở phía sau của nó được cấy thêm một cái chip ở bên sau, để nó là có hai tác dụng. Thứ nhất là nó sẽ xử lý ý phần thô cái tín hiệu đầu vào trong trước khi mà đưa vào công suất. Ở đây thì nó sẽ xử lý về gain. Đấy, nó xử lý về gain đầu vào và cái độ nhiễu của tín hiệu nó sẽ lọc hết trước khi đưa vào công suất, cho nên mà cái tiếng của dòng đẩy này thì nó sẽ trong hơn, nó sạch hơn so với lại cái dòng PX. Cái nâng cấp ở đây nó còn đáng ở đây là một cái gì, nó nâng cấp ở đây nó là sao, nó đã được nâng cấp cho chúng ta là cái dòng đẩy này khi mà các bác dùng loa, đặc biệt là loa tép, nó bảo vệ loa tép cực kỳ là tốt luôn. Khi mà các bác hát mà không may mà dùng mic mà quay vào trong cái loa, đặc biệt là loa full, thì nó sẽ bị rít loa. Khi mà cảnh báo đến công suất của loa thì đẩy nó sẽ ngắt. Đấy, đẩy này nó sẽ ngắt và để nó bảo vệ loa tép, bảo vệ loa bác. Cho nên mà cái dòng đẩy này thực sự là nó rất là an toàn khi chúng ta sử dụng loa. Tuy nhiên là cái vấn đề này thì các bác không nên thử, tại vì là nó không phải là, theo em nghĩ là nó phụ thuộc vào rất nhiều những cái như là loa của các bác, và thứ hai nữa là về phân tần nữa. Đấy, cho nên mà những cái vấn đề mà rối rít này thì các bác cũng không nên thử, tại vì sao, nó rủi ro nó quá cao, vì đặc biệt là những cái dòng loa đắt tiền là chúng ta không nên thử. Thì tuy nhiên là cái công bố của hãng ở đây là nó đảm bảo là chúng ta sao ạ, quá tải ngắt, hoặc là chúng ta bị loa quá tải ngắt, đẩy quá tải nó cũng ngắt, để bảo vệ rất là tốt cái con này. Đấy, theo công bố của nó thì đặc biệt là em đọc xong cũng rất là thích, là tại vì là cái công nghệ này hầu như là mới so với những dòng đẩy khác là chưa có. Đấy, các bác nào mà dòng đẩy trước đây 2008, 4008 cũng chưa có cái công nghệ này. Thì khi mà rít loa thì cái gain nó quá vượt quá cái ngưỡng mà an toàn của cái loa, thì cái dòng đẩy này nó sẽ tự ngắt tín hiệu và chúng ta vặn bé volume lại thì len lại tiếp tục đóng. Một cái đặc điểm nữa ở đây nữa vẫn được kế thừa từ cái dòng PX2008 và PX4008, đó là sao? Đó là nó vẫn có chế độ bảo vệ tuyệt đối chúng ta là khi không may chập cháy. Đấy, tức là khi mà chúng ta đang hát, đang dùng mà không may chập con đẩy lại, chập lại thì nó sẽ ngắt luôn. Đấy, nó sẽ ngắt và nó bảo vệ chiếc đẩy không bị quá tải, không bị cháy. Nếu như những cái dòng đẩy khác nó không có công nghệ này, không may chúng ta kéo dây, đặc biệt là những cái bác mà dùng sự kiện ấy, thì rất hay bị chập dây thì nó sẽ bị cháy và nổ luôn sò, thì hoặc là nổ tụ luôn. Thì đối với dòng đẩy này thì nó bảo vệ rất là tốt, chúng ta chập thoải mái, chập là ngắt, chúng ta chập xong, thậm chí là các bác có thể làm mở mắt volume này lên, mở hết cỡ lên thì nó, chúng ta chập lại thì nó vẫn ngắt, đảm bảo chúng ta là đẩy hoạt động hết công suất nhưng mà vẫn an toàn tuyệt đối luôn. Đấy. Một cái nâng cấp nữa ở đây mà chúng ta cũng rất là đáng quan tâm, đó là cái tín hiệu đầu vào. Cái tín hiệu đầu vào của dòng đẩy này thì nó đã được làm bằng cái giác tín hiệu là được làm bằng hợp kim nhôm, giúp là cái thứ nhất là cái độ cắm vào nó chắc chắn và nó không bị lỏng, và thứ hai cái độ tiếp xúc nó rất là tốt bằng giác xịn hơn. Đấy, thì đó là cái phần cũng là nâng cấp cũng rất là quan tâm, tại vì sao, cái các bác nghĩ là cái đó không đáng bao nhiêu, tuy nhiên là thực tế chúng ta đi mua giữa một cái jack loa xịn và một cái jack loa nhái nó chênh lệch tiền rất là nhiều. Một cái jack loa nhái bình thường chúng ta mua chỉ tầm mua xỉ nó tầm hơn 10 triệu, nhưng mà jack xịn nó tầm vài trăm ngàn. Đấy, cho nên cũng giống như cái dây tín hiệu chúng ta mua ấy, có những cái dây chúng ta mua vài chục ngàn nhưng có những cái dây chúng ta mua vài triệu,
thì cái độ nâng cấp ở đây thực sự là nó rất là đáng ở đây. Tại vì sao? Khi mà cái jack nó tốt thì cái độ tiếp xúc tín hiệu nó tốt và chúng ta cắm nó không có hiện tượng nó bị lỏng, không bị lỏng, không bị đánh lửa, không bị tiếp xúc kém, và đặc biệt là khi mà đã tiếp xúc tốt thì cái tín hiệu nó được truyền và nó được hoàn hảo hơn. Đấy. Thì đó là một một trong những cái số cái nâng cấp ở đây để cho em đã tôi đã liệt kê cho các bác. Thì đối với những cái nâng cấp đó thì thực sự là một cái đẩy này, con dòng đẩy này nó còn xuất sắc hơn dòng PX 4800 và PX 2800. Thứ nhất là tuổi thọ sò được nâng lên, thứ hai nữa là về xử lý tín hiệu đầu vào tốt hơn, thứ ba là vẫn là được nâng cấp jack tín hiệu đầu vào, và thứ tư ở đây nó là thiết kế toàn bộ cái bộ mặt của nó đẹp hơn rất là nhiều so với dòng model cũ của nó. Đấy, thiết kế đẹp. Và cuối cùng nữa là vẫn là chế độ bảo hành của hãng, một trong những cái chế độ bảo hành tốt nhất hiện nay trên thị trường, đó là bảo hành 2 năm cho các bác, cam kết là không sửa chữa. Khi mà các bác hư thì sẽ được thay thế toàn bộ những cái bo mới. Đó, bộ mới của ADE nó tốt như thế để làm sao để chúng ta mua được cái sản phẩm chính hãng và đúng chất lượng từ công ty ADE Cotic. Thì thứ nhất là các bác khi các bác mua hàng thì chúng ta một lựa chọn những cửa hàng được phân phối ủy quyền chính thức của ADE Cotic, hoặc là những cái cửa hàng uy tín mà đang được phép bán những cái sản phẩm của ADE. Cái vấn đề thứ hai ở đây đó là tất cả những cái sản phẩm của ADE khi mà bán cho các bác sẽ đầy đủ kèm theo là thứ nhất là phiếu bảo hành của cửa hàng. Cửa hàng em bán sẽ kèm theo phiếu bảo hành và ghi rõ là bảo hành 2 năm cho các bác. Cái vấn đề thứ hai nữa là các bác kiểm tra trên con đẩy nó sẽ đầy đủ những cái tem như là tem chứng nhận sản phẩm hàng chính hãng, tem to như thế này, và còn ra sẽ có những cái tem nhỏ, tem bảo hành nhỏ dán ngay tại những góc của cái con đẩy như thế này của công ty SLV Lợi Nam. Khi mà các bác sản phẩm mà đầy đủ những cái tem như thế thì chúng ta tin tưởng đây là những cái sản phẩm chính hãng. Đấy. Và cuối cùng nữa là sẽ là mức giá đối với sản phẩm này. Dòng đẩy này thì cửa hàng em sẽ vẫn ra để cho một cái giá rất là tốt cho các bác. Hãng vẫn để cho các bác một cái giá vô cùng là tốt. Đó là 6.500.000 đồng một con đẩy đối với dòng DA2008 và 9.800.000 đồng đối với một dòng DA4008. Thì thực sự cái giá này thì là rất là tốt. Rất là đáng mua, thực sự là nó cũng ngang với lại dòng PX4008 và PX2008 trước đây. Tuy nhiên là dòng đẩy này thì nó được nâng cấp rất là nhiều, cho nên mà thực sự là bác nào có nhu cầu thì chúng ta mua ngay, rất là đáng mua. Đấy. Xin cảm ơn tất cả các bác, xin chào và gặp lại tất cả các bác.